Phan Bộ Châu được đánh giá chính là một trong những văn sĩ đã khơi dòng chảy cho loại văn chương trữ tình chính trị. Có thể nhận thấy được ở thơ Phan Bội Châu luôn luôn thể hiện một bầu nhiệt huyết. Thơ ông luôn sục sôi của một người mà có được lý tưởng duy nhất cao đẹp, đó chính là giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Nhắc đến Phan Bội Châu, người ta không quên tác phẩm Lưu Biệt Khi Xuất Dương. Hoàn cảnh sáng tác bài thơ Lưu Biệt Khi Xuất Dương đó là vào năm 1904, khi mà người chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu đã cùng các đồng chí của mình lập ra Duy Tân Hội. Thế rồi cũng sau đó một năm, vào năm 1905, lúc này thì hội chủ trương phong trào Đông Du để có thể đưa thanh niên ưu tú nhất sang Nhật Bản học tập, để có thể học hỏi cũng như chuẩn bị lực lượng nòng cốt cho chính nền cách mạng nước ta, đồng thời cũng tranh thủ sự giúp đỡ của các thế lực bên ngoài. Thế rồi cũng chính trước lúc lên đường thì Phan Bội Châu đã sáng tác bài thơ Lưu Biệt Khi Xuất Dương để từ giã bạn bè. Đọc tác phẩm, người đọc thấy được sáng tác chất chứa một giọng thơ đầy sôi nổi, đầy hào khí. Hơn hết, Lưu Biệt Khi Xuất Dương được sáng tác ra như đã thể hiện được tinh thần chung của thời đại. Và chính tinh thần này cũng đã thổi vào không khí cách mạng đầu thế kỷ 20 của nước nhà một luồng sinh khí mới. Chính điều này có ý nghĩa rất lớn lao vào thời buổi nước nhà lúc đó. Làm trai thì phải lạ ở trên đời, há để càn khôn tự chuyển rời. Không thể phủ nhận được, với hai câu thơ trên như đã thể hiện một lý tưởng đẹp của con người. Và tác giả như muốn nhấn mạnh ở đây, đó là một trang nam nhi. Con người chúng ta cũng phải làm chủ bước đi của lịch sử, mỗi người phải tích cực tham gia vào sự vận động của thế sự. Từ xưa cho đến nay thì chí làm trai luôn được coi trọng. Nó cũng chính là sự khẳng định chí khí của thanh niên nói chung. Cũng chính từ chân dung nhân vật trữ tình trong bài Lưu Biệt Khi Xuất Dương đã như hiện lên khá rõ qua hai câu đề đầu tiên. Phan Bội Châu cũng đã xây dựng lên nhân vật trữ tình luôn ý thức được trách nhiệm của chính mình để có thể gánh vác trọng trách như thật lớn lao. Con người mà Phan Bội Châu xây dựng lên muốn nhắc đến chính là việc phải đối mặt với càn khôn cũng như vũ trụ rộng lớn để có thể khẳng định. Trong khoảng trăm năm cần có tớ, sau này muôn thuở há không ai. Đây cũng chính là một lời khẳng định dứt khoát đầy khí phách về chính sức mạnh của con người trước càn khôn của thiên nhiên. Dường như cũng chính cái ý thức về cái tôi ở đây cũng đã được tác giả tận dụng triệt để. Đó chính là bằng cách tạo cho nhân vật có thể đứng như thật đặc biệt. Ở đây hoàn toàn không phải là cái tôi bi quan hay cực đoan như ở một số nhà thơ mới xuất hiện sau này, mà nó còn chính là một sự khẳng định về trách nhiệm của mỗi người và nhất là một trang nam nhi. Câu thơ như một lời dục dã đanh thép, như thách thức với tinh thần đấu tranh của con người. Thông qua đó thì thấy được hình ảnh một người lãnh tụ đầy nhiệt huyết. Phan Bội Châu cũng đã có ý thức kêu gọi mọi người để cùng góp sức tranh đấu để bảo vệ đất nước. Sau khi đã khẳng định được chí nam nhi thì cũng nói đến trách nhiệm của mỗi người với nhân cách thật cao đẹp của những nhà nho. Non sông đã chết sống thêm nhục, hiền thánh còn đâu học cũng hoài. Chúng ta đọc đến hai câu luận vẫn tiếp tục được viết dưới hình thức đối ngẫu thực sự quen thuộc của thơ cổ điển. Với thể thơ, nó cũng vừa khẳng định khí tiết, vừa là quyết tâm của người chiến sĩ. Thực sự có thể nói rằng, ngay trong thời buổi đó của đất nước thì việc ra đi tìm đường cứu nước là lý tưởng đúng đắn. Bởi khi dân tộc đã mất tự do cũng như bị xâm chiếm thì sự ra đi tìm đường cứu nước là một lý tưởng của thời đại. Câu thơ không hề có ý chê bai chuyện đọc sách thánh hiền, mà lại có ý như khuyên con người phải có nhận thức đúng đắn về đạo sách thánh hiền ở đời, chứ không phải cứ đọc sách thánh hiền mà bỏ mặc mọi thứ. Không chỉ vậy mà câu thơ lại như nói lên được cả nỗi xót xa của nhà thơ khi đất nước bị thực dân Pháp xâm lược. Thực dân Pháp mang đến nước ta nền văn hóa phương Tây theo rất nhiều xu hướng mới mẻ, nhưng cũng lại có những rác rưởi cần phải bài trừ. Tất cả những điều đó đã gây lên sự xáo trộn thật ghê gớm về đạo đức cũng như lý luận xã hội. Muốn vượt bể đông theo cánh gió, muôn trùng sóng bạc tiễn ra khơi. Hai câu thơ trên với khí tiết ra đi lúc nào cũng phải thật hùng dũng và đầy quyết tâm, đồng thời cũng thật tràn trề sức mạnh. Dễ dàng có thể nhận thấy được câu thơ cuối cùng của bài Lưu Biệt Khi Xuất Dương dường như đã khẳng định bầu nhiệt huyết đang sục sôi của người ra đi. Người ra đi luôn luôn hướng về phía trước với một quyết tâm thật cao. Tinh thần chí làm trai như thể hiện rõ ràng nhất chính là Nhất Thể Phi. Thực sự bài thơ hào hùng, lãng mạn, nó dường như cũng lại đã thể hiện được tư thế ra đi đầy khí phách
của con người trong thời đại mới. Hơn hết, chính người ra đi đã gửi gắm vào đó biết bao nhiêu hy vọng vào chính con đường mà mình đã chọn. Lưu Biệt khi xuất dương cũng chính là khúc tráng ca của một thời đại đau thương nhưng đáng tự hào của dân tộc Việt Nam. Đồng thời cũng chính là tấm gương sáng ngời muôn thuở để người đời sau soi mình. Hơn hết, đó là khẳng định tình yêu đất nước tha thiết và thôi thúc tinh thần chiến đấu và bảo vệ non sông đất nước.